Bà sốt đây từng ngọc ní bà chứng xâm ra bà sạp bà ní dương bần to bà chapter tì buôn bà dương tiết bà hay chapter tì buôn bà dương cứ bà dương sắc xa ông bì transmission media bà cứ mạch chất than chùm lõng bà chứng môn nâng bà to bà tổng mục tiết chùm rùm lực lăng vinh tách bì ở vây để dương bàn sắc xa ca vì sạp bà đà môn bà đồng bày chi sinh nhãn của đôi chị đang tốn ở phía bà một căn ở với đại dương nâng sắc xa nơi sạp bà này nè ok bà chẳng transmission media không ai dương tha mà chạy than chùm lõng bà cứ dương xong đau từ lưu plow đại tàu bàn kỳ bà prass đồng bày đặc nôm tên là này bà bí bà ốp bà có mũi tự căn ở ốp bà có mũi xe tiết nơi lưu bàn đài nhận nè bà hơi mà chỉ tham chấm lõng bà rơ lọc sinh nha để ai thưa đồng nợ nơi lửa vía bán vì ai chia chia ra là kỳ sinh ní bà vì ai chia bột lứ bà rư vì ai chia rơ lọc sinh nha electromagnetic nha ok hơi mà chỉ tham chấm lõng đồ dương bàn đằng hơi kì chai chân chìa bì bà phết nha bà cứ miền bà kêu thằng guided hay là unguided bà guided cứ xong đau từ lư bộ bộ mà chỉ than chùm long đài park size bà dương miền size three pair size coaxial hay là size fiber optic hay unguided bà xong đau từ lư bà mà chỉ than chùm long đài up park size bà cứ coaxial nè ok bà hành chứng xong ráp sao bà muốn dương ban sắc xa pi bà mà chỉ tham chấm long cái đít bà để bẹp bòn ông mà chỉ tham chấm long prạc sai hay những bạn sắc xa bị bập bẹp sai bà tweet pè rồi hết bà lỡ xâm nhập sao bà đã nói riêng bà to bà bị mà chỉ tham chấm long bà cái đít đã đấy bà xâm nhập lưu mà chỉ tham chấm long prạc sai đã đấy bà là riêng chôn mà đào sai mũi tiết cứ coaxial cable nè ok coaxial cable bản chứng coaxial cable nè bà vì đôi khi tận nâng ở thuyết phía đấy và đôi khi tận nâng sai thuyết phía đấy và ở đây để đôi khi nâng trong tha khúc xoay khai bó và đưa dựng hào việc clay thật khúc và đó lọc sinh nha để pra đồng bay đất nô mà tên là nấy nâng và cứ và thật nâng nâng tùm rung và chả ra là kỳ sinh nì và đôi những cái thuyết phía đấy nè và nâng ở đây để chỉ chụm đôi khi mình nây tha đó lọc sinh nha để ai phương đồng nào ban đưa được sai khúc xoáy đại kỳ prapra đồng bay đất nôm ở tận nơi nó cứ chia tụm rung chà ron là kỳ sơn đi và đôi tận nâng sai thủy phe đây ok hai sai khúc xoáy vi bắt đầu cái hào tha improve shielding compare to thủy phe nhưng chương bây giờ tiếp tiếp chỉ mới được sai thủy phe vi bắt đầu cái hào tha thôi ở bắt sai lang và ca ca pi nữa và propon cái ca ca pi nưng na ba kêu ta improve shielding ba đối xa tại khsai khúc khúc xoáy nó cái ban thưa ới bơ sa lăng ba shielding nưng tẹt tới nó stop ca pi nưng ấn vi miên kêu tha signal to noise ratio ba vi miên កម្រិត sama mat rieng ralok sanya hay nưng ka rom khan nó cứ tiệp chiên ba lower và tiếp chiên sai và unsealed repair đấy và unsealed repair và UDP đấy ok để sao repair nhưng bàn sắc sao rồi hết nhưng miền chạy chỉ pì tiết đấy miền sealed repair hay là unsealed repair bàn chứng để sao tại sai khúc so cái bàn vừa rồi và sao là nó và stop cà pì nó và tiếp tiếp chỉ mùi nó unsealed repair chứng kế bị nứt khơi tha sama mát rồi viên rồi lọc sinh nhà hay nâng cao đồng kháng vì tiệp chiếm và ok và chẳng đại sao tại sao mà tôi biết là lọc sinh nhà hay nâng công rập này cao đồng kháng nâng vì tiếp và mình này tha sai khúc xó nó cứ vì ai đặt nôm đặt tá nó cứ bàn chọn nè ok và chẳng đích cơ chi chấm lệch đại dân từ và chạp vào đồng bóng đáy nè ok bà hơi ở đây để dân từ chạp vào đòn và to tiết về con đường xài khúc số bà tôi bay chia xài khúc số bà tàu ban bà
thưa ơi bà sao lên bà nơi ca đất nôm rư ca tục tên là nơi cả đói nha bà mình này thà bà tôi bây giờ sai khúc xô lắm vì ai bà chú tên là nơi bàn bà sao cả đói bà bông tái chỉ tôi tới nơi nông local area network nha bà phía chán kì ọt bà sai khúc xô thế kì chán bà sai thuy phè bà hãy thuy phè kì chán bà ăn xìa thuy phè bà ok bà hát ấy bàn chẳng nè bà hát ấy bà bởi sao ta dừng đằng hơi sai khúc số bà vì mình đang có chất vì crash chiếm bà gạo thật physically hard bà chẳng sai khúc số lắm vì chỉ luôn tới cứ vì bị bà không cao đồng lang là sao vì mình đang có chất crash chẳng vì thưa vì đứng bà chẳng bị bà đồng lang đồng ca bọt bàn tự tam sự thật là phía đằng hơi mùi bình tiến nó xài khúc số có miền đồng lại thay chiên xài thuyết phê này nè ok bạn chứ người chia chúng nói đại dương chạp ở đồng bà phong đại nè ok chứng khi ông anh thì bài lần vĩnh bà chúng nói ní bà trong sống đào tha bà tôi bây chìa xài bà khúc số lúc vì ai đất nôn tên ở đây bàn và xài có đòi nè bà con tái phía trả nè nó không local area network bà chỉ tu tới khi áp lực sai khúc xoáy làm bay top shop, ốp cò nó không local area này vừa này, bà khi chăn áp lực sai thuyết phe hay thuyết phe tiết sau nó cứ khi chăn áp bà ăn siêu thuyết phe nè, bà đối xa tại sai khúc xoáy về bị bạc đồng ca đầm láng hay đồng miền đầm lại thay, ok hay đấy chia rupee hai bằng hai pi rupee bằng cung bọc sai khúc xoáy đôi nhà ngọc địa bàn khơi chúng dân miền inner conductors và inner conductor này kết thúc pi lô hạ tung đáy nè và đời lọc sinh nhá cứ thúc đồng nào là inner conductor nó hay sau là inner conductor nó dân miền insulator hay là isolon đó nè ok hay nó là insulator cái miền outer conductor hay là seal và sự tỏa cà phê nó hay nó là seal nó cái miền insulator mới tiết và hay bằng đạo viên là bà hơi bằng sọc đòi hào ta plastic cover bà sọc bị càng cao nữa ok bà ok tỏ ở lời dân bà tỏ từ bà chùm nội bà tỏ tiết nơi xài khúc xó bà bè bò đường mạch tham chùm lòng đại bà đặc xái bà dân chỗ đó là categories of khúc xó cables bà dân nơi dây bì bà phết nơi xài khúc xó bà chân xài khúc xó kì miên bì bà phết và chỉ mua là tháng và divided into two basic categories và cái miền tập hết ở 50 ohm và cable hay nâng tập hết ở 75 ohm cable này ok và đôi ba bằng hai nó không tạo ra nên chứng và tập hết ở 75 ohm và cái pra chỉ mua nâng cable TV và pra chỉ mua nâng tụ tục xe cáp để top shop bị sự tham đi và sai tụt tụt sai cáp mà căn là tụt tụt bao nhiêu nữa nhé ok hai prophet 50 ohm và cái miền pi tiết miền 50 ohm sum rap sin ethernet hai nằng 50 ohm sig ethernet và chứng ethernet net ngọc liền đang thấy cứ sum đào từ lừa và line technology và ok chứng prophet khúc số là 50 ohm cứ bà computer network và nó không local area network nữa nè ok còn là miền pi phổ tiết miền là cấp chất sáng cái hào thà sin ethernet hay là cấp chất class cứ sig ethernet nè ok ok tỏ là dân châu tơ lùm ất pi phổ phê đi mùi đi mùi là dân lực 50 ohm mà sắc xa muốn bà chứng 50 ohm và đôi dương bàn đang thấy cứ pra nó không computer network nó không line local area network sơ kỳ chứng chỉ tu tới vì pra sầm rap bị chun tại cái ta digital transmission only và sầm rap bị chun bàn tại là lọc sinh nhà digital tại phần đó nè để sao nó computer network và không local area network nó cứ support và digital nè và digital chứng sai khúc xoáy của phía 50 ohm cứ
digital signal tại bản đó và up support analog với đấy ok và hai cái miền pi tiền đấy và hai sập ống là cái miền pi cái miền dot base files cái ao chúng ta seek ethernet dot base file seek ethernet và dot này cứ bị chia pi và on cop shut bởi vì nè và dot chia sẻ đáp thông mà em phải chia phiền có chết để đọc nó cứ mình chia phi lập bươn vào viên đấy bà lập bươn vào viên cứ đọc megabit per second này ok hay base và phép con nâng digital signal và hay pram nít phép con nâng chồng ngài nè cứ maximum chồng ngài chồng ngài bọt nâng bàn pram rồi mẹ ok chương dân mơ đọc base file seek ethernet và không có chết viên nè tổng hôm đọc và mm và để con chất này nè và tầm hôm về đọc mm ok và hai lập bươn bình chuông vào viết cứ đọc megabit per second và chùm ngay ngay bằng phát vào viết nâng và pram rồi mét hai chùm luôn ốp co để ai chô rùm nông là dạ chùm ngay pram rồi mét nâng cứ mà rồi ốp co và chân bật sân ốp co lược vì nâng và vì ọt miên là tiếp nông ca phát đoàn cao tùm nẹ tùm đồng tiên đời xa bà là tập hiệp đại vì ai chờ phát đoàn rồi lọc sở nhà cực con tạo ưu bà có nông chồng ngài trăm rồi mẹ nó cứ bàn tay mà rồi ưu bà có bà nọ nè ok bà hai đời xa tay vì mình đồng có chất grass bà đó là đọc mm từ kỳ chân vì bì bà nè bà awkward bà difficult to handle and install và mình đây thay dương bị bạc nóng ca can hay nóng ca đồng lai ông viên ok bạc chân anh ít tẹp con nâng bập hết hà sập ôm và đọc bê phai xích ít sản em hay hà sập ôm mùi bập hết tiết cứ đọc bê chú và xin ít sản em mùi xích ra xin ít sản em và chân đọc nít đôi dương bàn hạt thì bài mình chân là bươn việc đọc mê kịp thờ xích khấn hay bê nít cứ việc support digital là signal ok hay bí nít bị chạy bí chậm ngái và là thiết bật tất đọc bê thu ở bàn bì rồi mai tích bà chùm ngay vì chung ngay bằng phút bàn tay mà rồi bài sắp ra mai tế nè ok bà chứng đọc bê thu xin internet bà ông có chất viên sắp đang chiến bà tầm hôm 3mm mà ông có chất này bà theo thật inner conductor nè bà đấy cứ 3mm ok hai là bươn và chun vào vía đọc mình biết phải xích khấn chùm ngay ngay bằng phát và bàn tay mà rồi bài sắp ra mẹ tế hay không chân chùm ngay mà rồi bài sắp ra mẹ đang ai tốt cho bàn xam sắp ở bà cỏ và đời xa thì viên mình đang có chất sắp đoàn chiến chân viên nghi sưu nông ca đồng làng chiến xa đọc base file xích ít sản em nè ok ok tỏ ở lời dương bà to tay chùm nói và tỏ tiết mà hay không rút hiếp nít bằng hai anh pi ca pra pra xài và khúc cho là hạ sập ốm và không ca top shop computer chia bằng đài mà nó không local area này vượt nên chân này tỏa khởi nít cực xài khúc cho hay nơi lưu computer này mùi mùi kia miên connector đồng bày top shop ok hay nơi trong cái job này xài nó kia miên bà hạ thật terminating mà trong mình chọn nó kia miên connector can viết đồng bày cà phía gồm oi rồi lọc xử nhá phía để tạo đó nó bị plat mà vĩnh nhá ok và ok ok tỏ ở lời dương và to từ bập hết chất sạp ram ốm và chân chất sạp ram ốm đối dương ban lực lang khẳng đàm hơi dương pra chìa mùi nâng propon tu tuộc xe cáp và hào thà cables TV system standards và pra chìa mùi nâng tu tuộc xe cáp để top shopee sẽ thành đi sai và tu tục sẽ cáp mà đó là tu tục vào dưỡng này ok hay vì support tên analog hay là digital và đôi thì dưỡng bạn đang thấy tu tục dưỡng và miền tiền analog miền tiền digital chân sai chất sắp trăm ôm lưng và khúc xoay và phía chất sắp trăm ôm lưng vì ai support tên analog hay là digital signals và you for both analog and digital signaling. Hay mùi tiết for long distance transmission of analog signal amplifier and needed every
km bạn chứ xâm ra bà chun rồi lọc xảy ra là lô nóng ở bàn cảm thấy ngay nóng dương trao ca amplifiers bà riêng rồi là bì bây cổ lô đã amplifier mùi chân ngọt đôi dương bàn áp thị bài chứng rồi lọc xảy ra để thưa đồng nào lưu mai chỉ tham chùm lo nóng bà dương bàn áp thị bài rồi bị môn thái nha bà rồi dạy chùm ngay biết cứ miên cọp nọt bàn chứng đồng bây vì thưa đồng nào bàn cảm thấy ngay chùm bố digital signal kì bà repeater và hơi chúng tôi analog signal cái bra amplifier nè và ok cái máy chúng ta amplify nè ok bây giờ kêu phong rít nó lọc sinh nhà để soi mà đo vía ở càng xem đá mới bị chun mình to bàn càng thấy ngại nè ok ok tỏ ở lấy riêng cho chúng nói mới tiết và tiếp theo tuần nâng connector và sai khớp số có mình copy sai tweak pair đây nè đồng bây ai top shop tập căn ở opacop xin xin riêng trao cả connector và chỉ đom mui sản phẩm top shop được bao sản phẩm top shop nữa đấy mà đôi sai an xe tuy phe riêng miền pi và phe connector để riêng bàn sắc xa hơi miền oj đập mui hơi nâng miền oj sẽ tạm đấy nâng chấm po an xe tuy phe đấy để riêng bàn sắc xa pi sắp đà muốn khi có kiểm chọn bằng hai lần bình tích này và riêng miền pi và phe đấy nè dùng miền OC đọc muối hay nâng OC sẽ pram OC đọc muối xâm rạp phone và telephone hay OC sẽ pram xâm rạp internet computer này vừa dùng nè top shop computer tập căn call area này vừa ok hay đôi kia đây và đồng bay top shop khúc show và khai bó tập căn opaco sinh tiếng đôi tập căn tutus tập căn và computer chỉ đám chẳng dương có trâu ca connector này ok chẳng connector bởi vì miền bay phổ phết connector và đôi nhà tổng hợp này bạn khơi miền B and C connectors và ok pra đồng bay top shop một căn tutus và bỏ dưỡng và top shop bì crom hôn tutus sẽ cáp một căn tutus và bỏ dưỡng và hơi B and C T connector pra đồng bay top shop và computer tập căn bằng đáy nước nông local area network hay là internet đó. Hai những mối tiết cứ B and C terminator ra sầm rạp và to trong bánh chọc này sai đầm bay cà phê cà plap mà bên này là lợp sinh nhà nè ok bạn chứng dân miền bay phục viện này nè ok và như mơ đôi bàn áp thì bài chứng to connect coaxial cable to devices we need coaxial connector the most common type of the connector used today is bion nail concealment BNC connector. Bạn chẳng đồng bây top shop sai khúc shop tập căn ở opacop xếp xếp dương trao ca khúc shop connector. Hai prophet này connector để kỳ pra chỉ tu tớ nâng bà bà chú bó nâng cứ BNC nâng bà mà bị bình thà bà bê dân nail concealment nâng ok hai dương miên bay prophet nè bà cứ miên BNC connector bà BNC T connector hay nâng BNC và terminator được chúng ban giải bài hàng đài một chừng nhé. Ok, chừng khi mà BNC connector và trao ban trao prà đồng bay top shop và một căn và tuto và bao dương nhé và ok và TV và top shop một căn tuto bao dương. Hai BNC T connector prà nó còn internet network và top shop computer và bà chia bằng đáy được dựng bàn bằng hai này chứng ok bà ok hai B and C terminator bà pra đồng bay bà to chấm nó trong mình chọp nè bà pra đồng bay chọp bà to chọp chấm nó trong mình chọp này sai khúc số bà đồng bay ca pía ca plat này là lọc sinh nhà nè ok đôi bàn bằng hai này không được hiệp này và chân chân bằng chọc này sai không số trong miền ở connector ôi chmô tha B and C terminator này. Bà đồng bay bây giờ là lọc sinh nhà vì mà đo nâng bà B and C terminator nâng vì phải chụp bà lọc sinh nhà trong nâng tay một đoàn nè ạ ôi plat mà vậy nhỉ và xanh bà miền ca top shop B and C terminator nó trong mình chọn lịch sai không so thế là lớp sinh nhà để vừa đồng nào mà đó nó bị an toàn ở tham mà bố chứ vì ai pla vào mình chứ là lớp sinh nhà để tới hơi máu nó bị bạc nỉ và vừa ơi
miền ca bắt tục kịch bản chân po tầm miền dương để tao ban pra pra đời rồi lợp sinh nhà nó bà để đất nông tập căn cứ đào nó nâng ở tổ tổ bàn ở chục chỉ thì cả sân thì xíu nó nâng ở tổ tổ bàn chục chỉ thì bản chân hai đầm bay ca pi ca plat này rồi lợp sinh nhà bà nó lược sai khúc số nó trong mình chọn lịch sai nó khi tao pra pra sự bà B and C terminator đối bàn hạ thì bài chân B and C terminator is used at the end of the cable to prevent the reflection of the signal. Ok, bạn chứng được cho bạn hạ thì bài chứng. Ok, dương cho chúng mình mới tiết ông bị sai coaxial là đá, cứ phải bọn nâng coaxial performance. Ok, chắc phía thật performance này, tôi có nghĩa đang hơi kê xâm đau tình lư bà chỉ đúng không cứ chụm lệch là o hay nâng chụm lệch mình là o bảo thì họ tệ tao nâng ca thơ ca nghe tam vì sai rõ rư cầu vì sai ai cái chỗ này chỉ đám chỉ tu tới riêng rõ chồng chỉ nắm cái tay để thơ ca cái ta assessment mà thơ ca vay đồng lấy và bị bọc lực này môi đồng môi này star ban bọc kia đứng chẳng biết là cái thơ ca vay đồng lấy cái mình nè đó bọc lần mùi mới nâng từ tôi ban performance để mình nè để các cái ban base performance để các ban good để các crown good ấy chẳng mà ok chứng khúc show performance đấy chứng trong sầm đau từ lừa chấm nói côn sầm bát hay nâng côn bị bạt này sai khúc show nè ok chứng dương mơ chấm nói lo bọc sai khúc show high sales bandwidth than 3 PS bà mình này thà vì bắt đầu là bươn ở tên ở đây nâng cấp bộ chiên xài 3PS và hãy mạch bàn với ai thường chẳng bán rồi xa tại vì miền thôi ai bà xa lang sợ tốp này cả cà phía nâng chẳng vì cặp bà thôi cao đồng khan ở bàn trả nế và hãy nâng hãy bàn ở vì bà chú tên này bàn lọ và kì hãy cơn vị bạc với mình và however attenuation is higher and require frequent use of repeaters. Bạn chương tôi bây giờ nào cả đó attenuation nó dương ba sức xa rồi hay bẹp bọn tình nâng ca phong thôi cho này cũng lăng là lọc sử nhá bê đại chùm ngái can tịch ngại nè bạn chương bên đây tha ca phong thôi cho này cũng lăng là lọc sử nhá để vừa đồng nào lực xài khúc cho nó viết khúc chiền và bị khúc chiền nè mà bị ok chẳng đâm bay ở đó lo sinh nhà tôi đâm lực sai khúc cho ban can để ngay nữa và đâm đầu ca dương pra pra thì Peter và chia và cha mày chẳng màu nè và bà man rồi mai và pra thì Peter mùi chẳng màu thì họ đôi phê tờ dương ban sắc xa mình hãy miên hà sập ôm nè hà sập ôm đại trai trên chụp bí đọc bếp phai xích ít xin lại đấy bà pram rồi mai đây chẳng chạp bị lược bị nâng tất tất cả được Peter chẳng màu nè hơi đọc bê chú ní mà sẽ mắm rồi 85 mét chẳng lược bị nâng tất tất cả được Peter đồng bây ôi rồi lọc sở nhà nó vừa đồng nào bàn càng tài ngại nhé ok đây xa xa khuôn xóa vì rồi nâu ạc chân như ế ok bà ok chương dương ở chỗ đó là chấm nói và to tiết bà bẹp bọn tận nâng ở khúc số cable application bà khúc số cable application ấy cứ dương sùng đau từ lư ca pra pra sai khúc số lần bà đôi dương bàn ati bài lạc lạc hết thật ta sai khúc số lắm cái pra nó lại nạc lạc nè ok chẳng tìm mũi cái pra xâm rạp bài chạy xe va cam tu tục sai cạp nó và cái hào thật television distribution và khai bò TV và đây nền ngọt nê to tu tục sai cạp ấy nó sai mũi và hai dịp văn cồn đáy nữa nè và được gọi tu chiến năng nó để tọp cho bì ở trong hôn tu tục sai cạp mà căn khẳng cõi này tu tục sai cạp bò nền ngọt nê đó và ok bà nó cứ pra xài khúc xo hơi mùi tiết xài khúc xo pra nó có nông telephone và long distance telephone transmission và pra xong rạp ca bà chun bà tu sạp ở lọc xảy nhà này tu sạp nông rồi dạ chung ngài chung ngài nhé bà có cái pra xài khúc xo đấy can carry us bà
mà mình thấy thay vì ai ở ao ở void call không pê tại mùi nước ban rồi hô tận đó là mà mơn void call và ok mà mơn void call không pê tại mùi nè ok và chứ mà mơn void call thì mình toàn chỉ rương mùi đồ thông đồ chờ nà nà tế và đồng đầu cá và chỉ bỏ nít vì ai cấp bước chứ năng tiệt nè và ở tì hò thay chạy ở tì hò thay nít dương miên ở bà một mobile operator mùi thì họ nó chỉ cầm hôn sell car để chẳng màu nè ok và sell car để chẳng màu nè ok hơi dương miên ở mùi tiết thì họ nó cứ smart để chẳng màu nè ok kiếm trong JP voi hai đấy bà không phê từ mùi nó voi kho nó bị ai bàn trả mày chẳng đồng bây ở tê thì chôn bỏ smart thôi nên sell car nó ai Prasai đã tới cái bán cái tờ cầm lấy shop và pin năng mũi kia nè ok chứng dừng khơi anh tha à tê thị chân và à tê thị chân này ở sự tha ban nỉ môi nó cứ miên rồi hốt đó là rob liên nè nè và miên rồi hốt đó là rob liên nè à tê thị chân này và đại Prasiva cam bọc cầm hôn là mùi mùi đồng chứng không phê tới mùi nó là ai bà ca bắt đầu chlong bỏ bón nó ai rob mơn rồi có rob sàn nè bà void call ok không phê tại mùi nè ok chẳng có khiêm trọng và chuyện chẳng bà sau này dương prag sai khúc xóa bà prag sai khúc xóa bà dương mơ dương ai bắt đầu lập phép không phê tại mùi nó cứ ban hốt đo mà mơn void call bà phần số tham mà mơn void call nó ai chlong top từ nâng đồng đầu ca chạy sẽ đánh bà nế phê khắc át ai gì bà chẳng chẳng phô ở telephone bà chỉ bón nít và phía trán á being replaced by fiber optics và chương ba chữ bốn và tàu ban chủng nô khâu cho nó đói và fiber optics nhé và fibers optics kì fiber optics sao optics nhé và tại sao fiber optics vì mà vì miền là lắp tập hiệp thông trường và miền sao mặt tiếp phố trường ai ở rộp sàn và rồi gọi rộp liên là void call và không phê tại mùi nữa nè ok vì miền sao mặt tiếp phố trường nè ok và chứng chúng phố long distance telephone transmission và sai không cho lắm và ai support mà rồi chỉ biết rồi mà mơn void call không phê tại mùi và là phải chỉ bỏ nếp phía chẳng cứ trao ban chúng luôn được sai optic để sai optic vì miền sao mặt tiếp khoảng chiếc hai mùi tiết sai không cho cái panel không short distance computer system link top shop computer không là dạng ngày lấy được hàng thao local area network đó và nó bị mất đó và phải chỉ bán những dân kết khơi tha nó không local area network phía trên cái praxe UDP và unsealed repair đấy ok và ok to lấy riêng cho chúng nói và to tiết và characteristic và bẹp bò đồng lẹt cả nạn này sai ở khúc xóm và dừng bà to như vậy bị sai khúc xóm là đáng và chứng dừng mơ xâm rạp analog signal để sai sai khúc xóm thì sắp miên ở bà phê và hà sắp ốm hay chất sắp làm ốm này và ok và chứng vì miên support analog digital miên analog phong digital phong ok chứng chụp analog signal và dừng trao ca amplifier riêng rõ phí bay cổ mệt và chân riêng rõ pi bay km analog signal để thưa đồng nào lực sai khúc xó nóng vía tàu một lầy rùa dậy chân đồng bay bà to đồng nào ở bàn cảm tự chứng ái dừng trọc là ốp bà co phùng rít rõ lọc xây nhà mũi ao chúng ta amplifiers hay chúng tôi digital signal với dừng trọc là repeater riêng rõ mũi cổ và mình đây thay rõ lọc xây nhà digital để thưa đồng nào lực sai khúc xó và bàn mà km chân tới vía thom thoi tham một bộ về tờ mục tiết lại rồi chẳng đồng bây ơi và to đồng nào tờ mục bàn cảm thấy chẳng ai dừng ta repeater riêng rõ mùi cổ lộ mẹ nâng ná ok hai bánh hà đã bạch châm chìa mùi nâng sai khúc xó kì ao chìa mô tha small noise small noise và chẳng biết là small này nó nên đóng hay cầm đáo hay nói đi kẹp bò nâng ca rùm khàn bạn chẳng ca rùm khàn đôi cầm đáo hay cầm đáo nó bán mà bị nà ok chẳng nên đọc nên mưu ca bạn chạy bị small noise nhé, ok. Và small noise occur in all mode transmission system due to the small và excitation và up electron
in a conductor. This noise can affect the quality of a system. Bà chiếc xe mô nói nó cao lăng nơi sơ tại cực bà propon này ca bình chung được này ca chùm lô tại ngọt đời xa tại cầm đau để ban màu bì bòm lạc tì nơi electron nơi nông sơ nô lô hạ để bà tôn đáy nè 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 kì bà đôi dương bàn tên kì mì hơi nè electron vì vơ chung vinh là vài dố chân phê để vì miên cho là ná vì bà ca ba chi cầm đau hay à cầm đau nó vì thưa ai bạc bò đọc quality bà chứng sơ mô nói nít cứ sầm đau từ lư và cầm đau mũi để ca lăng nơi lư bò bò này ca phải chú nâng đời xa tay ca bằng lạc tì nơi electron và nơi lư lô hạ nâng nét ok và hay cầm đau nó viết thưa ôi ở bạc bò đó là quality và nơi bò bò và phần tay mình miên chỉ bánh ha thông đồng tế đời xa dương miên một chú bái nơi bê đã bị bạc bò đó quality và chỉ rúm bẹp bọn ca phải chú nhưng mình hãy bà tình yêu bàn tha mình ơi vì mình miên error mình ơi vì miên cũng hóa sơn thì còn tay kì miên thì tệ vì thích trong ca đọc sai nó bài nhà nâng nè ok bà chứng anh ấy cứ bẹp bọn tình nâng bài nhà để bà chơm chỉ môi nâng sai khúc sổ nè ok sai khúc sổ ok tỏ lấy dương to tới chùm nội và to tiếp cứ dân cho đó là fiber optic cable nè và ok tại sao ta mai cho than chùm lon dân được dân bàn được lần mà hỡi dân miền pi phục hiện nè cứ miền là cài đít và hơi nâng ăn cài đít và cài đít xong đau từ lưu mai cho than chùm lon để phạt sáng hay ăn cài đít hoặc xài hơi cài đít nó dân miền bay phục hiện xài được dân bàn và hai vị hàng đá mà ok và dân miền bay phục hiện xài nè mà cài đít và này dương miền bay việt xài miền thủy phe khúc xoáy hơi phai bờ tịch chân thủy phe khúc xoáy nó dương ban là sắc xa về rồi hái ở lối dương châu đó là phai bờ tịch nè ok to châu đó phai bờ tịch ok bị phai bờ tịch bị tịch nhận ốc nhiệt đắng này nè cứ bẹp phần được phần lử và chân miền đây thạc xài nó pra phần lử và chia là lo sinh nhát nông ca đặc nom ở bờ đồng biển nè ok ok, chương trình cho đó là fiber optic cable. Mà fiber optic cable is made of glass or plastic and transmits signal in the form of light. Mà mình này tha xài optic và cái thuê vi lăng rồi cái phần lật vi lăng pi cả chọn nè ok mà rồi có plastic hay vì ai đặc nôm rồi ai phải chú đợt lọc sinh nhá nó mà nó không tổng rung này phần lử mình nên ta là lâu sẽ nhá chia phần lử và chắc là vậy để ai phương đồng nào là sai optic bán cứ phần lử nè ok hơi dương ban sắc xa ru vật chia rồi mà hơi nó thả vật chia lại nữa và dương đang tha phần lử vì phương đồng nào chia phần to trọng được chia sai trọng và cho lòng cắt mà chất than tại mũi nâng thì họ thả phần lử vì phương đồng nào là cho và tại mũi nó và nông mạch than cho nó vị trí sai tròn lư thưa đồng nào là tức nông mạch than tại mũi nó vị trí sai tròn nè ok và light travel in a straight line as long as it moving through a single uniform substance và trước phần lư vị nông thưa đồng nào chỉ sai tròn là lư mạch than tại mũi nè nè ok và hai dương mở mẹ con nông cam phần lư bởi dương tiết. If a rays of light traveling through one substance suddenly enter another substance of a different density, the ray changes direction. Mà mình thấy tha cam phần lưu mũi và thưa đồng na là lưu mạch chỉ than mũi hay tay cào máu vì cho tờ can mạch chỉ than mũi xây tiết đại mạch chỉ than từng pí đứng miên ở cầm rất cầm hạp nó đấy là different density miền phiệp khắp rồi còn cầm hạp nó xây xây kia chứng cam phần lưu nó bị bay từ đảo và bị đô từ đảo và đôi nhẹ tao gọi bàn cười nó không được phiệp nít và chứng cái miền ở Machitan pi hàng lớn ấy cứ less than medium mà Machitan chùm long để Machitan để miền cầm hạp tay chiếm đôi chiếc sóng hàng cao ấy cứ more than medium water or glass
và chân mạch than tại miền cẩm hấp và phịp khắp ở biển nó cứ cả chiến và đôi chỉ tức được cả chọn đấy chân cái miền cam phần lư mùi và đôi nhà tôi đi bàn khơi cam phần lư để thưa đồng nào nó lược sóng mạch than tại mùi đấy chân vị trí bẩn tọt trọng và là cõi máu vị trôi mà mạch than mùi tiếp đại miền density vị khóc nè và density này cho hơi những tất nick cướp dịch nè chân vị đô từ đảo đấy và kê bằng ca ban mồm và chùm năng pass hai nừng mồm và chùm năng bài và ai ấy cứ mồm chùm năng pass mà bị tha angle of incident hay o ấy cứ mồm chùm năng bài mà bị tha angle of refraction và refraction ok mà hay đôi khi đây phần sân và cam phần lư dương trên pi mạch than để miên cộng hợp cả chiến từ mạch than để miên cộng hợp ở sân chiến có vi bài từ đào đài này ok đôi ban bằng hai đồng rupee nick và cam phần lư trên bị tức tật sóng và chứng p để viết phương đồng nào lư mạch than tức tại mũi vi chỉ sai trống phần này và p về và cho tật sóng và chứng vi đô từ đào để xa tại đơn vị thi này tức hạch sóng vi xỉn kia nhé ok và chứng hai đấy ban là dương sắc xa pi từ đào này cam phần lư và để xa dương tàu đang thả tá ao cam bẩn lứa nó vía miên tư đau giống mệnh và nỗ lực sai học tịch nhân đầm bây giờ dương từ tôi ban rồi và cái hào tha hai bàn vị này đầm bây ao sai học tịch nhân ai miên là tiếp nông ca và chun tần này nông là bươn phù nồng chẳng tàu ao cam bẩn lứa nó thưa đầm nào giống mệnh nỗ lực sai học tịch nhân này chẳng hai bàn việc sắc xa phí tư đau này sự cam phần lửa này ok ok chương dương và to từ và chúng nói mùi tiết và bending of light rays và bending of light rays và anh ấy miền này tha dương sắc xa pi tư đau này cam phần lửa này và tư đau này cam phần lửa này ok và chương cam phần lửa và vi ai và miền này tha tư đau này cam phần lửa nữa và ai mùi không chẳng nó base và ok và ai thưa đồng nào tức đau này cam phần lửa nâng và ai chạy tốt tình nâng mùi không chẳng nó bây và rồi biết đại dương bây bởi phết đại dương bàn lực lạng này nè và dương mưa đôi ban bằng hai nâng không rụp tiếp nít ok dương miên cam phần lửa mùi để bánh chênh bì more than hay từ less than ok ai bị tật được sống ok chứ dân khơi tha tức đào viến cứ bà bị bẻ nè bà bị bẻ tức đào chứ cái đăng tha bị bẻ tức đào dạng mấy ai dạng mấy đó kia thưa ca priệp thiệp nè rồi viêm mồm bà chùm năng pass hay nâng mồm lẹ khăn critical angles bà mồm lẹ khăn chứ không cả nơi đài mồm chùm năng pass này bà tổ chiếm mồm lẹ khăn hành trình tiếp theo được sắc xa và ta mồm lẹ khăn nó cái kẹn này về dạng mạch nhé ok chân cái ban tứ đào nó cứ tứ đào chàng bài hai bài hai bài dạng mạch cứ bài khất chất tây khăn chạy này mạch than từng pì nặng nhé ok và anh nó cạn này thì mùi và hai cạn này mùi tiện nó cạn này đài mồm chùm năng pass smile nặng mồm lẹ khăn và cạn này thì pì đấy và chân cái ban tứ đào này cam phần lửa nó cứ trang bài này và refraction phần tay trang bài viết cứ trang bài pro plus mà nơi tây khăn chạy mạnh than từng pì và sau này tất cứ pro plus lực một tầng nặng và lực tây tầng nặng này ok hai cả này mùi tiết cứ cả này thì bấy và nông lẽ khăn đài mâm chùm năng pass và thôm chiêng mà mâm lẽ khăn mà nông cả này đài mâm chùm năng pass thôm chiêng mâm lẽ khăn thì chân cái ban tư đau này cam phần lứ và cứ chăng plat nè và theo tập chăng plat reflection và đôi ban bằng hai đường cực tiếp nè và thì họ thay cam phần lứ bị tật tật sóng và chân về trên bị tật tới chi sẽ trón là sao trong mạch than tại mũi đo mạch than khăn chạy chẳng pí và density bị khóc nè và hơi mồm chấm năng phát thông chương mồm lại khám chân về chăng plat một mình mà mình đi thật tàu bị tức bị mò tật vậy nhá bị là plat dương vô lắm đấy ok bản chân từ đau này ca này này cam phần lứa nó dương ai miền ở bầy cả nấy nè và tí muối và đôi bàn bằng hai những lục hiệp chân và sân ba môn chùm năng ở pass ái tôi chương môn ở
bà lẹ khán bà mồm lẹ khán cái tang đời thẹt thás ok cam phần lứ vi trang bài hai vi plati từ chết bà tây khán chai để mạch than thằng pì ok hai cả này thì pì và sân bà mồm chồng năng pass smile đừng mồm lẹ khán nhưng ba là cam phần lứ nó cứ vi bà trang bài bà vi bài đấy hai bài bỏ pra lớp tây khán chai để mạch than thằng pì đại mà đó ai cả này thì bảy, bà sân ba môn chấm nào bà ái, ok, thôm chiềng môn lệ khán thẹt thás mà trên cái bàn cam phần lử đấy, và cái bàn cam phần lử nó cứ bị plat, và bị plat, cái ta make a return, make a turn và bị plat như vậy nhé, ok, tỏ, lấy dương mờ, và dương kẻ niềm môn lệ khán nhé, ok, mà ok, chứng mum lệ khán và critical angle và để sao khi mum nâng mà brief tiếp và critical angle và cái tang đó là so tetas và smile nâng axin nhé và rupa môn biết cứ smile nâng axin và unto chai ơi unborn và như tam bằng under lưu ăn ong ra thì kì và chứng này đọc nít ra đăng thả unto nâng chia sẻ hay unborn nâng chia sẻ nhé và chứng unto nâng cứ chia cái hào tha refractive index và chia sẻ tốt trang bài và chia sẻ tốt trang bài nấy mà chỉ tham đại miên cầm hấp sẽ đang chuyển chẳng bật tất hai cháu mà under bọc sọ để ra cháu về miên density nó sẽ đang chuyển đấy hai giờ ăn ong này và đứa có ăn vón này nè ok và chia sẻ tốt trang bài nay mai chỉ tháng đại miên cầm hấp cả chuyện more than substance nè okay. The greater refractive index the greater density of the substance bản chứng sự tốt trang bài vì căn tài thống cầm hấp vì căn tài khắp căn tài cả chuyện bảo nè ok bạn ok chứng anh ấy cứ chỉ rupa môn đại kệ này mồm lệ khăn ok chẳng bị bẹp bò tận nâng bà sơn tu bà trang bài này mà chỉ than từng pì nâng đấy bà sơn ở dương kẹn này tới khơi thành mông lệ khán nữa nghe cứ việc tôi chuyển mông chụp nàng bác ok chẳng cái bàn cam một lứa nâng trang bài khắp mà chết tay khăn chạy thì mà chỉ than từng pì bà dương kẹn này mông lệ khán nâng tới khơi thành sma nâng mông chụp nàng bác nhưng bàn cam một lứa trang bài bỏ prà lớp tay này khăn chạy mà chỉ than từng pì bà dương kẹn này mông lệ khán tới nè nhưng khơi tham mồm lệ khán nó vì bà tội chiến bà mồm chầm nàng bắt bà bị tội chiến đó bà trên cái ban cam phần lứa nó cứ chàng plat ok bà chàng bị tắc bị plat mà tật bệnh nhé ok ok tỏ lo gì mưa đồng hạt muối đồng bầy kẻ nia pi mồm lệ khán bà chân là ti hò muối cái miếng cam phần lứa muối thưa đồng na chlon cát pi xóm bà tờ tức bà bà cá ban mông chồng năng pass mà phê bông bơ được grace bà hỏi kỳ đăng tha xuân tôi trang bài bọc tức bà mua cho bày rồi sảm bấy xuân tôi trang bài bọc xóng bà mua cho xôn xôn pi rồi cả bầy ok chẳng nè đó khi tao đăng tha mùi na ẩn đớ mùi na ẩn ọ rồi mùi na ẩn thu mùi na ẩn vọn chẳng ẩn thu cứ chia xuân tôi trang bài này mà chỉ than để miên cầm hấp bà đang chuyển rồi tài chuyển và chẳng cứ bỏ sọt hay ăn vòn cứ chia sẻ tôi trang bài này mạnh than để miên cầm hấp cả chuyển và cứ và bỏ thực nè ok chẳng giờ mới đồng loạt trái tại tao nâng và mồm lẹ khán thẹt thá cứ xem là nâng ạ xin nay và ăn đỡ lựa ăn ổn đấy bây giờ vậy tam bà rằng á ok chúng dân đang under nè under là tu chiếu nè cứ mua cho son son bảy đòn pi rồi cả bảy nè ok chạy ăn ó là thông chuyện nè mua cho bà bảy rồi sản bảy ok chẳng phải dân chạy mới dân ban ạ xin này son cho chất sập làm nè bà chân dân cho cả siêu máu bà dân khơi tha dân sma nâng sai sập phẩm bay cho học sập pi được kể bà chân dân do mông chầm năng do mồm lệ khăn nó mà priệp thiệp chỉ môi nâng mồm bà chồng nàng bà chẳng dừng cơ anh cạn lấy nè mồm chồng nàng bà mà phê một bà lực rế mồm lệ khăn dưới cứ
sai sầm bay được kể chân châu cạn này tí mùi mà mông chùm năng bác tô chiền mà mông lẹ khẳng chân dân ban tư đau nơi cam phần lứa nó cứ chăng bài khất từ chất tây cam chay này mạch thàn đẳng tỷ nhé. Ok chân đội ban son được thàn ấy mà in this example the angle of incident mà phải bao degrees mà 27 degrees is less than the critical angles và cứ việc tu chiếng đấy và tu chiếng mà critical angle và size bằng 70 degree nó và the ray reflects and move closer to the surface và chứng cam bột lửa nó vì chẳng bái hay vì khắc chất mà tay này tham chạy để mạch thàn thành pì nhé. Ok ok dương cho đo chấm nội mùi tiết và dương này dương pì optical fiber architecture và dương này dương pì rú bóng cống lấy xài học tịch và thật ta xài học tịch nó kê và thưa vì lang được cung lang đòi smart city ấy khác nhé. Ok và những ai chúng ta optical fiber architecture và chẳng đối ban bằng hai nước nông ở rupee hiệp này chẳng bạc sao tích rút bằng công ở phía dân miền là cost hay sao được khó thì miền lại tiếng và sao được lại tiếng thì miền là buffers hay sao được buffer nó cứ miền là chạy kịp nè. Ok chẳng dân tao đang thật khó nó chia sẻ thì thôi làm bị ấy nè. Ok cái lại tiếng dân mấy buffer dân mấy hay chạy kịp nó xảy nè. Ok bạn chẳng nè tao có niềm là cost và Cornish và khi thưa vì bị glass or plastic và bị chọn được là plastic with higher index of refraction than the cladding và trên khó nó khi thưa vì bị chọn được là plastic để miên sần tua trăng bay một vì và cupo chiềng mà sần tua trăng bay này cái lại nhé cái cupo chiềng mà sần tua trăng bay này cái lại hay tuần tì bọc khó cứ carry the signal và chất phần lưới cứ rút lên lực khó nặng đấy và phần lưới rút lên nặng và đó là sinh ra để chế phần lưới nữa đấy. Ok ok gliding vậy nhé và sau phần lưới khó thì mình gliding và gliding và gliding và gliding. Ok mà chân gliding cứ thưa pi cái chọn được cái plastic và with lower index of refraction than the cost và chân thưa pi cái chọn được cái plastic đại miên là sân tố trang bài bảo viết và tiếp triển khó và sân tố trang bài viết tiếp triển khó này kể tiếp triển khó này kể hai buffers mà sau lơ cladding cái miên buffers và buffer nó chia sự mát thiết mà dán thưa bị plastic hay cái pra đầm bay cà pìa này và protect the fiber from damage and moisture và chúng ta làm bài ca pi xài nó và so sai xài nó pi ca khôi khát hay đừng ca pi pi sầm lạnh nhé. Ok hay rụp bằng mùi tiết cứ jacket và sau lơ buffer nó cứ miên jacket ok hold one or more fiber in cable và chúng trong jacket nó ai tiếp one or more fiber nó ai tiếp fiber nó mùi được tràn và nét góc này mưa mà rụp lịch sao optic nè này nó này gọi optic mà optical cable ok chương này tóc đi ai khơi miên ở nắng với miên ở bà miên tràn bà cái hào tha one or more fiber in a cable mà chân nó được xài cable mùi nó bị ai miên ở fiber nó mùi được tràn đấy hơi bà chân check it nó tục one or more fiber in cable ok đôi bàn bằng hai nước nông rupee này chân dương miên one or more ok fiber nước nông jacket này nhé. Ok, jacket nó ai tục bàn one or more cable. One or more fiber nhé. Ok, bạn. Mà chân này tôi cũng như khuyên miên sơ say tui
fiber nó chơi mình tên hay nó kết với cái chọn được cái plastic đây là lớp sinh nhá cứ thưa đồng nào lần này ok ok tỏ lời dừng và tỏ tiếp bà cho mấy mối tiết lịch sai optic có mình không bị sai thuyết phê hay nừng sai khúc cho đá mình đây thao là lớp sinh nhá thưa đồng nào lưu viên nó có miền đen cầm nọt đài bà có là tha chúng ngài vì nó ai ban chúng ai chỉ xài free fare hay được xài khúc sổ này ok chương đồng bay ơi là lớp sinh nhà nó thưa đồng nào là được xài optic ban chúng ngài bà căn tại chúng ngài ta mà bay để dùng trong bàn nó kia trợ bà opaco phong rich bà đại học chúng ta repeaters bà repeater for long link repeater and need to compensate for signal loss bà chân xâm rạp chung ngài linh dương càng tạch ngài nó repeater trong bàn pra pra đồng bây kp ca bạc bóng này là lọc sở nhà chung ngọt nè ok chân đôi bàn bảo hai nguồn hiệp nít bà xoay học tích bê đẹp bìa thua đồng nào càng tạch ngài chân vì ai xói chân tạo đạo repeater bà là lọc sở nhà xói mà đo repeater vì chui bụi định ở càng xóa đám bình chung một tỏ bê đẹp bình chung bà to càng tạch ngài thì tớ lớp sinh nhà nó bị sao chứ này chẳng miền thì Peter làm rạp cùng đi ở clan Smart đang bị chun mà to rồi dạy chồng ngay sinh nhai bị sao chứ này chẳng tất cả thì Peter mình chẳng bớt sân là pi propo mà cô đau nick can thì sinh nhai nhưng ai para thì Peter nó can tại tràn nè bà nhưng ai para thì Peter nó can tại tràn ok ok hai chấm mấy mối tiếp nhưng lược mà sắp xa làm pi mà propagation mode nè propagation mode nó dương sắc xa pi propagate này sao tích và kịp ai từ lư từ đau này cam phần lư nè nè và chân tam vậy từ đau này cam phần lư để rút được sao tích những cái chai bàn sao tích chia pi propagate nè và there are two form of fiber optic cable multi mode and single mode ok multi mode and single mode chẳng biết màu chi dân đang hay tràn đấy hay single dân đang hay cứ tại mùi mà chẳng màu chỉ một tấm bên đây thang dân miền cam phần lư tràn và ai vừa đồng nào được sai này hay single mode cứ miền tại tại mùi thì đấy ok bản chân đôi ba bằng hai nâng không được hiệp đấy nên đó thì bạn khứ nhờ vẹn con nâng phần được sao tính đấy và propagation mode đấy và mode cái miền pi mode miền ở màu chỉ một hay nâng single mode hay màu chỉ một đấy chai chỉ pi tiền miền ở step index hay nâng grid index và step index hay nâng credit index bản chất dương nâng sắc xa lùm ạp thà ta màu chỉ mô tấn vi miền lạc nạ dạng mấy và hơi sinh còn mô tấn vi miền lạc nạ cọp xâm còn bà dạng mấy nhá ok ok tỏ nó dương cho tôi sắc xa một pi màu chỉ mốt ok bản chân multi mode đôi dương ban khơi nụ lục hiệp nít dương miên cam phần lư tràn và vừa đồng nào nó lư khó và nó lư snow này xài hợp tính để cái vừa bị cái chọn được plastic nữa nhé ok và multi mode it is referred to as multi mode because there are multiple rays of light it carrying data being transmitted through the cable simultaneously. Ok. Bản chứng multi mode nó dương sống đau từ lư bà dương hào viên thả multi mode nó đòi xa tại nó lư core này xài nó dương khơi miên cam bồn lư chỉ xa nè bà đại kỳ pra pra đồng bây đặc nôm tình này nó trao ban bình chun bà không biết là mùi nè là lực xài nè đôi nhận hoặc địa bàn khởi nhập cả này nó dương miền bay cam phần lư nè để tranh bị sót một căn destination này ok mà hai đôi để nè hoặc địa bàn khởi nổ rụp hiệp nè mà cam phần lư này mùi nè mùi nè vì miền tự đau vì xem xem cái nè ok đôi bàn bằng hái và càng đi mò che mò bọt mình che mình tờ che mùi nè cứ mò xài tròn này chẳng mò đó ok và it rays of light take a separate path through the multimode core chẳng cam bật lưu này mỗi này mỗi viên miền plow viên xe xe kia là lưu snow này multimode nặng nè ok và hai chỉ mỗi nâng multimode và chỉ tư tớ xong sổ và xong rạp rồi dạ chồng ngái và dù mơ generally
suitable for link of up to 2000 meters. Và chứng chỉ tôi tới mà thì mới được dạy ngay biết xong 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 ra được dạy ngay ở pi lô mẹ pi bọn mẹ nè và bọn ta tôi bây giờ nào cái đó bởi xong là kê miên ở thưa ai bởi xa lăng nó không technology kéo ta improvement in technology và chúng ngay nó với ai chúng ngay chuyện nặng nè ok bọn là dương xong kê thương tha đầu viên là lớp sở nhà để tranh pi bởi phục xót một cái destination ấy và nên đọc nê khương tha vì ai miền ca bạch bằng là lọc sở nhà mùi chùm luôn nè mà đọc cụ đá vì miền ca bạch bằng nè ok ok chứng đời xa tại multimode miền cam bằng lưu tràn thầy thưa đồng nà là lưu plow xin thị kia chứng ca mà đọc lại cam bằng lưu nâng người dạ bê lý có ai vậy khó khó nì đại nè bà ok bà ok tỏ là dương bà to tiết bà multimode đôi dương ban khớ dương chai chân chìa pi phục phê đó miền ở step index hay nâng credit index tỏ là dân sắc xa phí step index mà multimode step index ok chứ multimode step index nâng và density of core remain constant from the center to edges và miền này ta cộng hạp mà density về con nâng cộng hợp này khó và mình nên là sản tố cộng hợp này khó đó cứ vì như tôi biết thể đó và biết thể vì sân thơ mà này khó tự đo là và kem nâng nè tự đo là lạc nâng nè ok và biết thể nè và thì họ nít sân thơ nè ok nít sân thơ hay nít và chẳng mình nên là density này, vì center mà đo này kèm này cứ vì small size vì thế á, và vì can và constant vì và vì small và vì thế apply pro lệ ok, mà apply pro lệ chứ anh đang lẽ cái nào bảo step index density of the core remain constant from the center to the edge, ok, line move through this constant density in straight line until it reach the surface of core and cladding. Bạn chứng đời xa tại density vì bà P center này core nè, P center này core nè bà mà đào kèm này cladding này vì ạp bài bà rùn chứng cam phần lưu nè để thưa đồng nào P center bà này core mà đào cladding này chứa xài trọng nè bà chứa xài trọng đời xa vì small size á, nên mà ok density vì ở bài luôn chứ vì chỉ xài trọng ok hai đòn mà đòn kèm thì ai plan mà vậy mà ai chẳng bay mà vậy thì sao tại density vì khó khăn đầu tiên và khó hay nâng cả lại đấy nhá ok bạn chứ là nâng trong trẻ chứ ok chứ nhưng mà phần lưu để plati cam phần lưu để plati và chọn cắt density để small size nhưng và chỉ xài tròn là hỗ trợ viên tới đó là tay cam chay này coi cái lại nó mang đi ai bài tự đào để xa density viết khó khăn nó cũng hợp với khó khăn ok some beam penetrate the cladding and are lost while other are reflect down the channel to destination bản chất dương miên là cam bẩn lư môi chùm nuốt vì triệp tranh tơ hàng cào và triệp tranh bị khó nó tơ hàng cào nè ok đôi bàn bằng hàng của phim đấy và chân việt vừa oi miền ca bạc bằng và đào lọt xây nhà chân vi tơ đào cù đào nó vì cam bẩn lư môi chùm nuốt các bạn tơ đào cù đào chân vi tơ đào cù đào nó ập pin lên mà rồi phía rồi vì miền bạc bằng đào lọt xây nhà khác đôi sao miền cam bẩn lư môi chùm nuốt vì triệp tranh và bị khó tơ hàng cào nè và tơ hàng cào nè ok ok hay dừng và to tiết và bị lệ nạ bỏ ở multimode step index ok và chỉ là tập phó đòi xa tại cam phần lưu này mùi này nước vừa đồng nào tam tự dịp dịp nếu chân ca tớ đo là cô đào nó có vì bà ọt nó bê tại mùi đài bà vì tớ đo cô đào nó at a different time and signal may not be the same as that which was transmitted và chứng đời sao vì tơ tam tự đạp dịch đi ai tơ đo bề lìa khóc ní hay
đời sau vì miền cam bình lư mùi chấm luôn tiết để chế tranh được cáo chứ nó lo sinh nhà để tao đo là cô đào nó có vì mình đôi kia về là bàn chủ này nè để kể ok hai step index cứ step index mà chỉ muốn cái ban ở áp vì vợt vì muốn và con tay đời xa tay con bị bạc vào vì và đôi nhà thờ kia bàn khơi vì miền ở cả chế tranh lấy cam bình lư bị kho tao cả lại nó vì ở môi chấm luôn chứ vì thưa ai và cái lọc sinh nhà để tôi cố đáo nó bắt bằng ọt chẳng chẳng thấy vì miền ở lạc tiệm này cao phải chung tình ấy nó cứ vì mình phải xa ở thế nè bà miền sâu lọ thì chẳng thấy bà bà chỉ bóng nít kê xong kết khuyên tha multimodal step index nó cứ rarely used today bà rarely used today rồi sao tại vì miền còn bị bạc viết rồi sao cả triệp tranh này là lọc sinh nhà môi trường luôn tự hàng cả lại đó trả năng nè ok chứng phía trên bài báo này bà pra mà chỉ mốt cứ cái pra credit index chấm đồ vịnh mà tại sao credit index nít cứ vì miền ở con sầm bát và xa ở chiến step index hay là hai sờ bài bị miền là cái tiếp này cao bị chun tần lấy nước bàn của cuộc chiến nè ok đó ở lớp dương mà mơ một rung phiếp nít kê bằng 2 multimode step index đôi nhà nó kê bàn khơi nít kê input signal hay output signal chứ như kê là lọc sinh nha để bị sốt và cứ thấm và bàn tay bê để mở đo là destination kê miên ca bạc bằng class để xa tay miên là lọc sinh nha môi chùm luôn nóng vì ở chiếp chỉnh và tớ căn cả lại nè kì chứng thua ai tớ đo cố đáo ọt cục còn và bị biệt bạc bằng môi chùm luôn hay density P center này khó nè mà họ mà rồi hôn mà đọc kèm khăn chay đầu viên khó hay cả lại nó cứ hay là smart sạch cứ việc thể chẳng hay cam bật lưu để trên bị khó nít và cứ chiếc xe tròn nè và trên P center này khó nó chiếc xe tròn hay tới đó mà chúng ta đầu viên khó hay là cladding bàn vì density việc khó clip bàn vì bài mà vậy nhé ok và ok, tỏ ở lâu dương cho tôi sắc xa một phí bạc xài multimode và grade index để xa grade index và vì áp vì vọt cáo chân vì miền lạc cần nạ và xài ở chiên và step index và tệ tao là hai xa bàn biệt là tập hiệp này cao phải chung tên lấy cái bàn lõ chiên ok, chân dương mơ và grade index và chân grade index này cứ vì và vì vọt vì thua ai và xa láng này step in đây chứng cái thua dạng mấy đồng bay cắt và thôi ca triệp chỉnh mà là lo sinh nhà bị khó tới khai đi nè và chứng cái thua mấy đồng bay cắt và thôi ca triệp chỉnh là lo sinh nhà bị khó tới can khai và tới can khai đi ok tới can khai đi ok chứng này đó cái xa là bao cất mớ nè và xâm ba từ đầu này cam bẩn lư pi center màu pi center này không mà cái lẽ đấy chia sải cao ông vịnh và chia sải cao ông vịnh nhé và trên một chia sải cao vịnh cầm lăng này ca ban chia trên từ cao nó cứ vì tao ban cắt và thòi vậy và chứng vì ai tao đo cô đáo nó ban và xa chuyển và để xa bị cắt và thòi ca chia trên từ hàng cao chứng kia là thưa dẫn mấy ói và từ đầu này cam bẩn lư này trên bị sân thơ này khó mà căn cả lẽ nó chia sải cầu nè đầm bay cắt và thói ca triệp chỉnh công lang này là lớp sinh nhá pí khó từ căn khai đi nè ok rồi nè đó khi mưa chết đây tới đôi nè bạn đào lấy cái một đại vài cầu này cái vài trăng nè và để xa cống vì công lang sỏi nè chân trăng vì công lang khẳng chân và cam phần lư dương vừa đầm nói chỉ sải trăng bị sân thơ này khó từ cả lẽ đấy vì công lang khăng chẳng bị ai chia tới hàng cào ở tràn chẳng và cái thứ mất ơi cam phần lưu trên pi center này khó tới khai đi nghĩ cứ chỉ sài cào nè ok đầm bay cắt và thôi cả chia trên tới cào hà nó kia mà phá chỉ mùi nứng multimode credit index tỏ lời giờ mà mới tới thứ mất giờ bàn cào nè ok và chẳng multimode credit và index next và miền density vía cứ prime plus và pi center này và pi center này khó mà tới đó là kèm một kết nó cứ density vía prime plus cứ density của vía cứ decreases và cứ miền thoi chỗ nè và density vía thoi chỗ và thoi chỗ như vậy và density nó không ở
sân thơ này khó đấy bà cá hay thôi cho tỉnh 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 máu bà hôn mà đo là kèm này bà chân xua tha bà bia thưa đồng nào chỉ sai trăng thì tích ở thì thưa đồng nào chỉ trai trăng lúc trai để đâm sự thi viên nâng constant ở prai pru mà sạch tại sao anh đâm sự thi viên prai pru nè mà đâm sự thi viên cũng hạ bia prai pru mà mình này thật cả khăn nơi lại sân thơ hay bà prai pru sẵn tích sẵn tích sẵn tích màu chân cái ban cam bật lưu để tranh bị sân thơ mà đó kém bà tranh bị sân thơ này khó mà đó kém này khó hay nâng khai đi những cứ chiếc xe cỏ ok và nâng đời xa tại Dumb City này bà này này sân thơ bỏ khó lắm bà cái bố hơi tỏ máu bị thôi chọn tình 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 màu ô tô đỏ kèm nè ok chứng đời xa tại Dumb City bia prai pru bì sân thơ này khó bà ô tô đỏ kèm để khăn chay đầu viên khó hơi nâng khai đi những bà chân kia ban bà tư đau này cam bình lưu để tranh bị sân thơ này khó lắm bà cứ chiếc xe cầu bà khớp chiếc xe cầu bà chân bởi vì chiếc xe cầu bẹp nắng dương đang hơi bà vì ai cắt và thôi ca chiếc chỉnh để xa cầu vì cầm lăng là lọc xe nhà chiếc xe cầu vì ớt khăn đôi cầm lăng là lọc xe nhà chiếc xe tròn này cầm lăng chiếc chỉnh cho thằng cao một vía đấy ok chẳng hay được cho bạn lực lăng chẳng bà nè bà đau kìm đau vay đại cái cầu này cái thứ mấy đại ở tròn là mấy bàn cầm lăng ở khăn á ok bà chân ca để phơi bẹp nắng bà để ao sân tu bà để ao cầm hạt vía prai pru bị sân thơ này khó từ hồi từ đó kèm này cả lại nắng bà thưa ơi cam bình lư để rút nắng chiếc sài cầu chân vía cắt và thôi cả chìm bà cam bình lư nắng bàn môi cầm rất chân từ căn lại đi nè ok bà ok chân vía thưa ơi là lọc sình nhà dương từ đó cô đào nắng bà miền ca bạc bằng tạch tuổi bà chân thưa ơi bà ca đặng đoàn bọn miền cứ bàn bỏ xa chiến nè bà bỏ xa chiến step in đây bà đôi nhà đợt này bàn khơi nằm rụp hiệp nít bà đôi bàn khơi nằm rụp hiệp nít input hay output bà chân nào tại miền ca bạc bằng cầm rớt này là lo xa nhà nó còn bị bạc bằng tạch chiến step in đây thì sao bị cắt và thôi bàn ca chiếm trên tầng cái lại đang tràn chiến nè cái đời xa cái ao density vía pi là lại sân thơ nít buộc còn kháng và buộc chiến hay prai pro mà tình đo mà thôi cho tình đo mà đồ đo lại kèm nè chứng cam phần lư đại thưa đồng nào lư mà chỉ than để miễn density vía prai pro chứng vía chiếc sài cầu nè chiếc sài cầu chứng vía ai cắt và thôi cả chiếc trên tầng cao bàn mũi công lập ok ok hai dừng cho chụp nội mới tiết cứ single mode bà sai optic single mode thì sao bà dừng miền pi một hết mode này sao optic nhá đôi dừng bàn bằng hai vì càng đam chứ bà miền multi mode hay single mode hay multi nó dừng miền pi step index hay là grade index trong bàn hạt thì bài hai ở lối dừng cho đó single mode bà chiếc single này đó nên đang hay tại mũi nè bà single cứ tại mũi nè ok chân single mode only one beam from a light source is transmitted through the fiber mà mình đây thay dương miên cam còn lưu tại mũi để thưa đồng na bà là lơ so sai sai nè mà học miên tràn đôi giờ mau chỉ mũi đấy nè cứ miên cam còn lưu tại mũi ok bà single mode fiber itself is manufactured with a much smaller diameter than that of multimode fiber and with lower densities. Và chân single mode và chỉ rúm cái plot viên máu và ông có chất bảo viên nữa nè tôi chiên ông có chất bảo và multimode hai viên miên cộng hạp bảo viên nó cứ tiếp triển và cộng hạp bảo viên nó cứ tiếp triển nè ok ok chân đôi ban bằng hai nó không ở rupi này nó không được khơi nhờ bà single mode bà tức đau này cam phần lưu nâng bà cứ thơ đồng ná bà chia bằng tốt trọng nơi chùm nói cả đau này sân thơ nâng bà ok lớn này nó không đi xa là bà không kết mơ ta thơ mấy đầm bay ở ban
cam phần lư nâng thưa đồng nào chỉ sai trăng nâng là lư sân thờ nâng nè kì hãy đấy ao thưa đồng nào chỉ sai trăng làm bay thì mối cứ vì tao đó cô đào bàn lớn và bà sân là cắt cho láng vì dứt hay tí pí vì cắt và thôi bàn chan cả chỉ tập càng càng nâng nè kì bà sân là vì thưa đồng nào từ lệ chết má bà từ lại tính tới bà lại tính bà chẳng bị ai chỉ tập càng càng chan kì chẳng gì mới tới đào này cam phần lư nâng cứ thưa đồng nào chỉ mình to trăng nó lơ chấm nói cả đàn này khó nè ok chẳng ca bắt bóng về miền ca tịch tuổi à lâu giờ sao bóng mới thả ta giống mày và ba là cam một lứa nó ai thưa đồng nào chỉ sai trăng đồng bàn chẳng việc pepo tận nâng và từ đau này cam một lứa là dương bàn sắc xa bị càng lứa nè ok việc pepo nâng từ đau này cam một lứa là dương bàn sắc xa càng lứa chẳng lẽ tao nghe khơi bay cả này nè ta cả này nè đại dương ai ao cam một lứa việc thưa đồng nào là sân thờ nè và chẳng dừng rồi nhòi môm nè và cắt tờ rớ và cao sập được kề và ok và chẳng phê được cắt tờ rớ cao sập được kề mình đây tham môm mở lẹ khăn và mà phê được việc cắt tờ rớ cao sập được kề và dừng được ba nở cam phần lưu bao giờ nó cứ chiếc xài ấy và chiếc xài trọng nè ok và chẳng dừng mới đôi bàn hạt thì bái và ok tỏ mà chẳng single mode oh này, ok the decrease in density result in critical angle that is close mà enough mà chẳng ca thôi chọc này density nó ca cắt bằng thôi này density nó chỉ là được phó cứ thôi lại mồm lẹ khan mà dưới nó cứ khắt tới chết cao sập được kì mà chẳng hai vì bàn từ đầu này cam phần lửa nó bà chia xài và theo ta Harrison thọ đấy đó bà chỉ xài đây bà tròn như máu đấy ok bà đôi chân bà hai đường rụp hiệp đấy bà chân ơi mồm lẹ khăn nó cứ khát tơ cao sập được kề hay thường mấy ơi mồm lẹ khăn khát tơ cao sập được kề mà lúc ra tại ăn đơ hay ăn on nó cứ chất smart nè bà đây xa axin này bà chất smart này bị chạy cái đó smart mùi đấy chân axin này mũi cứ smart cao ấy cao sập bản chân đời xa thì kia ao giờ cầm rập và sân tu và vì nó bà vì thôi chấp mà ok đôi bàn là thì bài chấm mà ca cắt bằng thôi này density bà chân chỉ là tập hóa và mồm lẹ khăn nó cứ khắt ở chết cao sắp được đấy chẳng dựng bàn từ đào này phần đứa nó cứ bà chỉ xài tròn xài đầy tròn nè ok bà ok hơi đời xa cam phần đứa nó chia xài đầy tròn bạn nó là lưu chậm lại cái đào này sân thờ nó chẳng delay bà công đặt dưới nó cứ tiếp mệnh tên nè bà đôi nhà tập đi bàn khơi công đặt dưới nó cứ bị tạch tạch tua vậy nè bà và sân là xài phần đứa nó chỉ xài cạnh thì hơi chân vì sân thờ mà đi hay plat mà đi cho lang chẳng mất bài cho làng cho máu chẳng vì mà đau cổ đạo đi dứt từ đó mà đau cổ đạo chẳng sinh còn mốt lõ rồi xa cam một lứa nó chia xài tròn bạc xài đầy tròn nhiều máu mà chẳng cầm rất dứt nó cứ vì tay tuổi mình tệ nè như kì ok hai ca bắt bong rồi lo sinh nhà nó cứ vì tay tuổi mình tệ và ở trong cuộc xài sinh còn một và hai năm hai ban là sai sinh còn một đó chỉ rúm dương ai tra đầm bay bị chun ở tận này đóng ban ở đây dạng ngày ngày chiêng mà chỉ một bà thì mới ban ai đó hốt đo là bà bay pon ở mét bà bay kilo mét nhé hai bà improve technology thứ ở chừng ngày đóng ai ban can từ ngày chỉ lần bà chúng tôi ở mà chỉ một mấy dương tha ban ở pi pon ở mét pi kilo mét tại bà improve ai lừa lần đấy ở mà chỉ một dương ai ban đâu bay pon mét bà improve ai ban bà can về chương ai chương nặng đấy ok bà chương lúc tiếp này bằng hai năm pi single mode network này tiếp theo là việc input hay là output chương trình khởi tha ba đầm man của bật này là lọc sinh nhà nó stir tại smart này là việc input hay là output bà là việc chương pi là pop hay mà đo là cô đào này nè bà stir tại bà smart này nè ok đời xa tại vì miền ca bạc bỏ nó tay tôi một phần đấy ok
và hai mũi tiết cả phơi đồng nai đây là lọc sinh nhà bán lươn tại sao bị phơi đồng nai và chia sẻ tròn và chân ót miền cạch cho làng đấy nhé chân bị bán lươn và cũng đặt delay cũng đặt dưới đứng tạch tuổi ok chân dương và to chấm lại mũi tiết dương tiếp tiếp đầu viên và sai optic và multimode step index multimode grade index hay nâng single mode. Ok, chân dân khơi anh ta tàng bay một nó để dân khơi cả bệnh thiệp máu dân khơi anh ta và multimode step index và cả bắt bóng là lọc sở nhà nó cứ tràn trên kế và multimode credit index cả bắt bóng là lọc sở nhà nó cứ một chút hay single mode cả bắt bóng là lọc sở nhà nó cứ tạch tôi trên kế và là lớp sinh nhà để mở đầu cuộc đào nó cứ bắt bóng tích tôi chừng kì bản chân dương ai xoan là than bản tha con lập hiệp này ca đặc nôm tên là nấy và cứ single mode lo chừng kì và con tay đồng lại với có thay chừng kì này nó vì chạy đây như lô xây chân ta kì lỗ vì đồng lại thay tạm là ngay đó ok tỏ lời dương tỏ to chô tờ đo chụp nội mùi tiết dương này dương bì light sources mà propop còn được mà đôi nhận học liên ban đăng kiểm ban ati bài hết sai optic cứ dừng pra còn lư chia là lâu sinh nhà và sầm rạp đặt nom ở tên là này nằng chứng còn lư nước ban mau pina và dừng pra đăng pi light source mà chứng còn lư và bọc sao optic dừng ai pra led rồi còn laser và led cứ light emitting diode và mà dừng tha đi dột bởi tranh phần lửa và ok mà LEDs rưu có ai pra laser ok hay xâm rạp xài optic single mode và phổ phần lửa với cái pra laser và laser để xa laser dân đang hãy bị mình phần lửa khăn chuyển LED nhé ok mà use laser as the light source suitable for long distance application chân single mode phổ phần lửa với ban mà bị lê xé hay vì xong xong chung phố ca và chút nông được dạy chung ngài ở trên ngài và chung này ai multimode dương pra phục phần lưu áo chung một thang LEDs và light emitting diodes và hơi chỉ tôi tới LED vì thu thoại chuyện lê xé hơi xong xong chung môi nâng được dạy chung ngài trên ngài đấy bàn tay mình đo là single mode đấy nè và mình và mà thì mode nó cứ xong xong cho môi để cho ngày sinh ngày đấy còn tay chất chìm và bắt shorter than single mode ok ok chúng mới tiết riêng để dùng p fiber size và tổng hôm nay sẽ size size nè và fiber sizes bản chân optical fiber are defined by ratio of diameters of their core to diameter of their cladding, both expressed in micrometers. Bản chứng tại ta nâng size optic nâng cứ kê cầm nọt và phép bọn là nâng fiber optic và optical fiber nâng cứ trao ban cầm nọt đòi sở má mát nây ẩn cọp chất rập bọ ở core hay nâng ẩn cọp chất nấy cladding hay tè ẩn cọp chất bỏ kho hay ẩn cọp chất bỏ cladding cứ kê kết về chia micromet mà chắc dân mưu miền thái kho cladding một mà chắc phục phê từ hà sập lơ mà rồi mà phê trăm mà miền này thà hà sập nấy cứ kê ẩn cọp chất bỏ kho hà sập micromet hay mà rồi phê trăm nấy chứ ẩn cọp chất bỏ cladding hay một viết cứ multimode grade index và phổ phê từ chơi học sập chơi tram lơ mà rồi phải tram và chơi học sập chơi tram đấy cứ và có chật bọc khó hơi mà rồi phải tram có chật bọc và một viết cứ multi mode grade index phổ phê mà rồi có chật bọc khó mà rồi phải tram có chật bọc cladding hay một viết cứ multi mode grade index và mấy ở khơi miền step index cho sao step index cho dân bàn lực là hơi bài chỉ bọn này rarely use và còn rộng phải này thì sao vì vì
low qualities. Okay. Hai prophet 7 lơ 125 ba 7 ni kêu cọp chật bọ khó hay 125 cọp chật bọ cladding. Okay, mode kêu single mode ba single mode na. Okay. Okay. Ba đôi khi tự nâng sai thui phe hai nâng sai coaxial phong đại nè nằm bay top shop sai optic và tập can opaco xịn xịn và chân dương tao ca connector và chân dương mưa dương sắc xa pi fiber optic cable connector và connector đông sầm đạp top shop được vào sầm đạp top shop nữa nè chân dương miếng bay bập bênh và connector để dùng para para nằm bay top shop sai optic tập can opaco xịn xịn và dùng miên IC connector và dùng miên IT connector hay là dùng miên âm T O J connector. Ok, chẳng dùng miên bay phổ biến và hay bị IC mà bị thà subscriber channel IT mà bị thà straight chip và mà hay âm T O J mà Mechanical Transfer Register Checks. Ok, chân dương tao đang tha ta bộ phết mùi ná, pra đồng bay top shop và căn ốp khỏi. Ok, tỏ lời dương mùi ca phải chạy nó khẳng cao nít. Bà chân connector bộ phết IC connector nó cứ pra xâm rạp top shop và cable TV và top shop tu tục xe cáp. Bà chân tu tục xe cáp cái ai top shop ta mới xài khúc shop được có xài optic nhé. Ok, hai bộ phết mà straight tip và dùng pra xâm rạp top shop tập can ốp cò bằng đài. Ok, hai bộ phết âm T O J mà pra mà vậy tới bia mà miên là tổng hôm bia đôi nhận O J sẽ prám và trên cái pra đồng bay top shop mà tập can Ethernet port và đôi chia top shop computer top shop tập can switch có hấp ấy chỉ đàm lần đấy. Ok, bạn chân dân mơ nó software bởi dân Cisco Packet Tracer dân ai miền cả praxai optic bán dân ai miền ai cả optic ai chôl bán dân chân bà hà nhận ọt miền thế thì hợp chân miền router bị cướng hay chân chân chọc bia đòi xài optic nha. Thì hồi này thật chỉ router vốn này cứ router 2. Ok, chúng nè nó này ai bật power với sẵn hay mở optic. Bên đây chỉ admin optic cho nè, bên đây mới. Ok, này model này admin optic cho kim admin slot xong rạp card optic khi mà giờ một đề hợp xí. Mà kim chì cái này mình tích xin. Ok, này mình optic nha. Ok, tỏ một đề hợp bày đọc mùi đấy, ai mình optic nha. Ok, chẳng kìm rename viết là này O1 càng này là O2. Ok, chẳng nước nông nít chương bật power với sẵn hay nền lọc niềm mưu card optic và miền pi apps này. Ok, unicap provide one for internet use with copper media nít là copper optic. Ok, này mình update nhé, đọc đi. Ok, cơ hình model này, phần này the MM1FE-FH module provide one fast Ethernet interface for you with fiber media. Ok, cho này ai trai cho mùi fiber media bán thì tại này ta sẽ bật power sẵn nè, hay add video slot mà hãy bật power với. Đôi kia đá chụp phô router TP này bật power sân máu này xài ốc này ốc tích vào dưới
Ad bị chôn máu, bug power wing. Ok, chứ này tôi đi ipra sắp tích bàn. Này, này tôi đi mơ này. Này là fiber này, này tôi đi mơ càng cọm. Này tôi đi khuyên fiber càng cọm này, này lại này, chào mừng lại này, chào mừng lại này. Ok, khuyên fiber, cho nó cứ sắp tích nhé. Ok, ok, chứ này tôi đi ai giờ bị máu. Okay. Chọn mà nên này đọc này khi ập tịch phải internet tay ập tịch nhé và ập tịch nè ok bạn chẳng ai tập chọn bán tập miền còn chờ nè ok ai tập chọn bị opco tập opco nó bị opco bàn tay chỉ mỗi khi nó dùng prai phổ biến ở it còn chờ it còn chờ cứ straight chip ok is used for connect Chính cable to network device. Ok. Tâm rạp top shop xe tất cả nó có một đài được xem to vì router vốn một cái router thu chế đạp cho nên cứ fiber optic nhé. Cable. Và fiber optic cable. Ok. Tỏ là dân bà tôn tích tiết ăn đoàn màu như xung rác. Ok, chúng tôi chấm lại mối tiết nhưng bản này JP attenuation bẹp bọn nâng cao thông thôi cho này cầm lăng ở lọc sinh nhá để thử đồng nào lực xài ọc tích bản chân xài ọc tích có đôi tình nâng xài xếp xếp đá ở lọc sinh nhá để thử đồng nào lực việc bán cứ miền đàn cầm nọt đấy ná và còn là thà việc bọc xa với chiếc xài xếp xếp bản chân attenuation bảo viết cứ lower than in the case of three pair cable and coaxial the solution need repeater bản chân attenuation viết cứ tiếp chuyển mini tha là lớp sinh nhà để thưa đồng nào lực sai optic hai thưa đồng nào ban ngay chuyển là lớp sinh nhà để thưa đồng nào lực sai bị phe hai lực sai không chọn con tay mà sao mà cô đau dương căn tại ngay mà chân chia đồng nào trái nâu tại repeater và đồng bay ơi là lớp sinh nhà thưa đồng nào lực sai optic những ban căn tại ngay ta vậy dùng trong bán chứng dùng trong repeater. Ok, hai mùi tiết dùng dùng bì application mà cả prapra mà ta sao tích cái pra viên lại nạc là ok, đôi nhận ọc nê bàn khơi nhé ở lâu nít dùng ai ốc sao tích bì cầm hôn bắt đầu sử dụng internet mà đó thật dùng ok, chân pra nó không internet, pra nó không tu sạp chế đàm nè ok, bà ok, chân application tệ tầng cả prapra sao tích mà fiber optic is often found in backbone but network because it wide bandwidth is cost effective và trước sau tích chỉ tôi tới những khuyên tao nó không ở backbone và network và backbone network xong đau từ lưu network đàm miên tôi này tìm khám được trong bàn và hai trẻ tên là cạp shop bây giờ operator mỗi một can operator ấy mùi chứng và chứng chỉ tôi tới vì pra sao tích và để xa xe tích về miền lạc tiếp không mà về miền là bươi bị chung tình này phút chứng ai chạy trong phía tầm mối nước cáp tê và đặt thao đồ viên operator tầm phí nó cứ bàn tràn được lục nè ok bạn ok hai là bươi mà bị chung tên là nây bảo viên nó nè và nó hai đó là rộp bọn và chi cơ bit per second và những người và bạn chỉ bán đi bằng cái pra chỉ mỗi nâng technology mỗi cái hào chỉ một thà wavelength division multiplexing ấy và chứng những ai bị chun data nó lực sai học tính những là bươn bị chun với ai thì đó là robot và chỉ cái bit per second và trong cả này ní cứ mà pon và mỗi đó chỉ bit per second hay mỗi tiết cái pra chỉ mỗi đường tu tục sai cáp và cable television company also use optical fiber. Ok. Hai có pra chỉ môi nâng computer network dash. Và nâng nâng local area network. Hai. Mà rồi base FT network. Mà rồi nít là bươn mà rồi mệt bit per second. Và hai base nít cứ. Và bẹp phần base. Và base band. Và digital signal F fiber. Ok. Hai nâng ai đó là một phần. Base. H và mà pon là bươn mà pon megabit per second ok hai connector viết được những pran khơi hai connector pran nó không
chỉ mùi nâng computer này với cứ connector chỉ mùi thà âm thi o chế đại viên miên tập hôn phân kia nâng o chế sẽ pram và bọc xài tweet pair này nè ok bản chân ca pra prak sạp tích pra nâng nâng ở backbone network nè mà top cho pi network đại sầm khăn ai top cho pi operator mùi tư can operator mùi tiết và pra nâng nâng cứ pẹp bọn nâng kramon telephone ra nó không có một tụ sẽ cáp ok nó không có computer này với cái đám này ok ba ok hay chúng nói bà mối tiết đâm bay bà một người dân bắt chót rồi sao dân sau pin thì tiết chẳng dùng bài mà slide đấy nè ok dân này dân piece advantage and disadvantage of fiber optic bà dân dây pin côn sầm bát hay nâng côn vị bát này xà tịch bạn chân giờ mới chụp nội là ồ con số ba bậc sản tích miền này là bạn ok chân chụp nội là ồ bởi biết bạn thì mới cứ fiber optic has several advantage over mà metallic cable thread pair or coaxial bạn chân sản tích miền miền chụp nội và xa vì mà chụp nốn và lo chiên và xài tung đài xì tiết và lo chuyện của quốc xài tung đài được dịch xài thiết kế hay được xài khúc sọt và chân chúng nói lo về cứ bẹp bòn ấy nè và bẹp bòn nâng tìm mỗi cứ hai sơ bàn bịt và là bươn ở và chung ở tầng này biết cấp và nhưng mới ban đó là bòn ở và gigabit per second ok chân là bươn và chung tầng này biết cấp chuyện xài thuyết phía của bộ chiến xài khúc xoay tí chúng mình lo tí bí cứ less signal attenuation mà cá thông thôi chốc này cầm lăng là lớp sở nhá nó bị tạch tuổi chiến kỳ mình đây thật là lớp sở nhá ai thơ đồng nào là lớp xài học tích những bàn chứng ngài và chỉ chiến của bộ ở xài ở tổng đại bà kì chân nhưng mà ai signal can run for ai rốt ai thơ đồng nào là hốt bao hà sắp cầu mai mà đòi mình chăm bệnh tầm đầu ca ca cũng đi lọc nhà lần với nhảy nè mà ai bởi chụp xe khúc xo được xe với ai đau là nghỉ ai trăm trăm cầu mai trăm ấy nè ok bà hơi chụp lại lo mối tiết cư mà immunity mà tệ phong phiếp xoam ở vỉa nè bà trước xe học tích vì xoam tầm nâng ca đồng khan pi cầm lăng electromagnetic bà đại nơi chung bệnh viên nè bà chúng mới electromagnetic nói cannot affect fiber optic chương bản này tôi có nêu rất sai optic chất sai để miền power và chất sai power để miền tăng trong cổ rất sai optic chất microwave chất tụ tụ chất ấy nó vì ọt rong cao đồng khan phi cầm lăng electromagnetic ọt tận năng tê đại sao vì miền phiếp xóm và tay vào bộ sai thuyết phép sẽ bị ai cho đâu cao đồng khán á ok chứ anh ấy cứ chứ chụm lại lo vì tỏ ở lâu dưới mới chụm lại ác sạc cam về mình và chụm lại con bị bạc về mình nhé ok chẳng dương miên chụm lại con bị bạc mua chụm luôn đấy và tí mũi cứ ca đồng lao hay là ca thay là xa vì nặng và chẳng ca đồng lao hay ca thay là xa biết vì chụp ca đồng bạc đời xa tại ở xài học tích đáng chia new technology và vì phép phân được technology mấy và chẳng ca đồng lao ca thay là xa vì nó tiêm tì ở dương miên chủng niên cho bạc lọt này và chân anh nó cứ chia con vị bạc và để xa giờ mới bạc snow này sao tích để thuê bị cái chọn được plastic chứ cứ đang tôi mình tên chứ mà sao là việc đánh với ấy nó ca thay ở xa ca top shop ấy với những cư vì miền rương bị bạc mình tên ok tìm tì ở miền này chủng niên nhá ok hay và chỉ bỏ mấy dương đang hơi tha này chủng niên nhưng mình toàn miền cục cái này nó là vậy nè kì biến ai nơi cái này khá miên khoác hạt này kì hai chấm nói à với chấm miên mũi tiệt bọc xài ập tích cứ unidirectional light propagation và sẽ qua đường ca từ đầu này phần lứa để vừa đồng nào tới một từ nữa và trước mà sau này dương trong ao ở xài ập tích nó ngại pra pra đồng bay và chu tình lấy ban tiền tơ tiền máu hơi bà chúng luôn lập thêm cái cao chú nâng bàn cấp bốc và đồng rau ở dương tàu ca và số sai sai nâng tràn nhận tách có pi đài và chứng if we need
bidirectional communication to fiber and it mà ok để xa từ đào đi phần đứa tao hết mau với nhỉ mà tao tao mà tứ này chẳng phải dân trong ban tao với phong màu với phong mà ok chẳng chẳng hỏi nát tao cả pizza xoay đây hay bà dược chạy xoay tao mưa xoay hợp tích nó cứ miên ở trang xoay xoay mình tên ok bà chẳng tao mua chùm luôn mà mua chùm luôn màu nè ok hay trang chẳng đồng bay là tập hiệp này cao phải chú nó càng đẹp buồn ok hay Paul à với chị miên tí bay tẹo tao nâng đầm lại bà chứ mà dương tiếp chỉ mua tập hết sai xin tiết chỉ mua sai prepare sai khâu xuống sai hợp tính với thay chỉnh kế nè ok bà ok chứ ngày nít cứ vẽ phong đường côn bị bạt ok chân cọp chuôn nữa đau máu dương đá chân sầm rạp sập đá nâng dương sầm rạp và nâng hơi sập đá cái đó dương bệnh to và chọc mì riêng tì buồn và dương nhé ok bạn chân sầm rạp ngay nâng dương sầm rạp và nâng ô con trao dùm phu ca ở châu rùm bọn đẹp ọc nế ok bạn ô con